Cơ điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Khi anh chị đang cần một cái cân tiểu ly mini bỏ túi có độ chính xác 0.01g để anh cân những cái tem nhãn quần áo may mặc, hoặc là anh chị cân nhiều giống, cua giống, tôm giống, những cái hàng hóa mà có giá trị rất nhỏ và anh chị chỉ cân 0.1g, 0.2g cho đến 1, 2, 3g thôi. Và ví dụ như trong lĩnh vực cân mũ cao su thì một số anh chị cũng chọn tin tưởng chọn dòng cân này, và đặc biệt hơn cả là những anh chị nào trong cân nghêu giống, sò giống á, anh chị rất thích cái dòng cân này tại vì nó bền hơn, nó đĩa cân nó inox và nó lớn hơn một số cái dòng cân khác. Ở một số video clip khác thì cân tự Gia Phát cũng sẽ cố gắng so sánh trực tiếp với một số dòng cân phổ biến như là cân pocket 200g chẳng hạn, thì cái dòng cân này nó như thế nào, nó tốt hơn địa điểm nào mà rất nhiều anh chị mà sử dụng chính thống. Chính thống ở đây có nghĩa là một công việc kinh doanh cụ thể. Còn nếu mà anh chị mua cho những nhu cầu cá nhân cân một vài lần được thôi á, thì anh chị có thể nghĩ đến ngay đến cái dòng cân pocket 200g. Còn một số anh chị nào mà đang kinh doanh, đang cần một cái cân thật sự nó bền và có tính linh động cao và độ chính xác 0.01g, thì mình có thể nghĩ ngay đến dòng cân Notebook này. Và khi anh chị mua cân điện tử Notebook từ cân tự Gia Phát á, thì anh chị sẽ có nghe một cái hộp mới tinh như thế này anh chị ha. Trên cân thì cũng có, trên hộp thì cũng có cái hình, rồi cũng có mã sản phẩm là Notebook K1108 phiên bản 2. Chúng ta có đầy đủ những cái chức năng mà cân điện tử thể hiện trên gọi vỏ hộp luôn. Ví dụ như cân này chúng có chức năng là tự động tắt, rồi cảnh báo pin yếu, rồi chúng ta có thể trừ bị tối đa. Nghĩa là cái cân này nó đang là 300g hoặc là 500g. Hiện tại ở Việt Nam đang có hai cái mức đó, 300g hoặc là 500g, thì mình có thể trừ bị tối đa. Trừ bị như thế nào thì lát nữa cân tự Gia Phát cũng thể chia sẻ với anh chị về cái tính năng đó ha. Cân này sử dụng hai viên men tiểu, một cái đĩa cân inox rất lớn, có chức năng đếm, rồi cảnh ba, rồi ở đây là quá tải, rồi có nghĩa là có sự bảo vệ cân quá tải. Còn cái đơn vị sử dụng như thế nào anh chị thấy nè, ở đây chúng ta có đơn vị gam, OZ, GN, CT, TL, kg và pound. Thì như vậy thì chúng ta có rất nhiều cái đơn vị mà chúng ta có thể lựa chọn để sử dụng. Nếu như mà anh chị nào mà đang sử dụng đến cân vàng, chỉ, phân ly mà cần một cái cân có tính linh động cao để ra ngoài chúng ta cân hàng hóa gì đó liên quan tới vàng, thì chúng ta có đơn vị sử dụng đơn vị TL. Còn nếu như mà anh chị nào mà cân, ví dụ như cân nghêu giống, sò giống, tôm giống, thì có thể dùng đơn vị là gam. Rồi một số anh chị đi nước ngoài thì có thể sử dụng đơn vị bao, ví dụ vậy. Vậy thì cái cân này nó có gì mà nó có nhiều ưu điểm như vậy ha. Thứ nhất á, có một sự khác biệt rất lớn so với một số dòng cân như là cân pocket trên thị trường chẳng hạn. Cái dòng cân này nó nặng hơn. Một phần nó nói lên rằng là cái cấu tạo bên trong của cái cân này nó chắc chắn và kiên cố hơn. Càng cái cân nó nặng hơn hẳn so với một số cái dòng cân khác trên thị trường. Thiết kế dạng nắp gọc vỏ sò, nó có một cái meca, anh chị thấy nè, meca nó bao bọc cả cái đĩa cân lẫn hệ thống bàn phím luôn, vẫn là màn hình luôn. Cho nên khi mà anh chị cất cái cân này trong ba lô túi sách á, anh chị yên tâm, nó không có bị cấn với cái đĩa cân, cũng không có bị cấn với cái màn hình, cũng không có bị cấn với bàn phím. Rồi chúng ta sẽ mở ra xem như thế nào. Đây, một cái cân. Chúng ta có một cái đĩa cân inox, cái lớp màu xanh mà anh chị đang thấy này, vì nó còn cái lớp siêu mà cân tự Gia Phát chưa có lột ra. Đến như nào mà cân tự Gia Phát giao đến anh chị tự tay lột cái siêu này ra, là cái đĩa cân này nó sáng bóng và nó không có bị trầy xước gì hết ha. Chúng ta, và cái đĩa cân này rất là lớn, nó là một đĩa cân hình vuông 7 nóc, và cái kích thước của nó tới 10, một cạnh như vậy là 11 cm. Như vậy thì nó lớn hơn tất cả các dòng cân tiểu ly khác trên thị trường. Cho nên là anh chị nào mà đang cần một cái cân tiểu ly có độ chính xác 0.01g, mà cần một cái đĩa cân nó rộng, nó thuận lợi cho mình cân hàng hóa mẫu, cân hóa chất, cân tôm mẫu, cân nghêu giống, cân cái gì đó mà cần cái độ chính xác tiểu ly cao, thì anh chị sẽ chọn ngay cái dòng cân này. Một cái màn hình LCD có đèn nền, anh chị nhìn thấy trong rõ trong camera luôn ha, có đèn nền màu xanh, cho nên mình có thể dễ dàng mình cân trong tối, mình di chuyển ở một nơi nữa mà mình cần cân và điều kiện ánh sáng lúc đó nó tối, thì mình có thể dùng cân này rất là thoải mái. Rồi cái tính năng tự động tắt nó hoạt động đó anh chị, có nghĩa là mình không sử dụng khoảng chừng 30 giây đến 1 phút thôi là tự động tắt, mà hình để tiết kiệm pin và an toàn cho cái cân của mình. Rồi còn ở đây thì cân có hệ thống tất cả là 4 phím bấm,
nó rất đơn giản sử dụng ha. Tí xíu nó cần tự do phát sẽ quay lại cái hệ thống màu phím này sẽ nói kỹ hơn. Rồi, chúng ta tắt cân đi, chúng ta sẽ đặt bên dưới cân nó có cái gì. Ở đây có rõ luôn anh chị ha. Anh chị thấy rõ là mức maximum của cân là 500g, độ chính xác 0.01g, sử dụng hai viên pin tiểu AA. Thì cân điện tử giao phát luôn lắp pin sẵn cho anh chị rồi. Và anh chị khi mà anh chị nhận cân thì anh chị cứ sử dụng thôi, không cần lo lắng. Đây là pin pin 3A, pin pin remote TV anh chị. Cho nên anh chị nếu mà hết pin thì anh chị cứ mua ở nhà sách, tiệm tạp hóa hay là bất cứ một nơi nào đó mà gần gũi nhất anh chị mình thể mua pin dễ dàng lắp đặt và thay thế. Rồi, còn đây là thông tin của công ty cân điện tử giao phát. Có tất cả là 4 số điện thoại là anh chị để anh chị gọi nhanh bất cứ lúc nào mà anh chị cần đến sự hỗ trợ, ví dụ như hướng dẫn sử dụng hay là ví dụ như về sửa chữa. Còn trên đây thì vẫn có luôn cái mã vạch 3D để bất cứ lúc nào mà anh chị cần á, anh chị cứ gọi nhanh đến, có thể dùng cái camera của iPhone á, anh chị quét cái mã vạch này, nó sẽ hiện ngay đến cái thông tin của công ty kênh giải pháp và anh chị sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Rồi bây giờ kênh giải pháp thử làm cho anh chị xem ha. Đây là iPhone mà anh chị có thể dùng. Sau đó chúng ta sẽ bật cái tính năng camera của iPhone lên và chúng ta đưa vào cái mã vạch 3D thì lập tức cái iPhone mình á, nó sẽ gợi ý liền là mở cái trang web cần tự giao phát này và nó sẽ chạy đấy. Đây, rồi chúng ta sẽ có nhiều với sản phẩm ở trên website và chúng ta tìm đến cái mức cần là 300g hoặc là 500g, mình bấm vào đó thì sẽ thấy được cái sản phẩm cân điện tử mà mình đang xem trên YouTube này. Hoặc là anh chị có thể gõ nhanh cái website, tên website là cân điện tử giao phát.com hoặc là cân giao phát.com. Với thông tin mà hiển thị đang hiển thị trên màn hình, anh chị có thể dễ dàng tìm đến cái dòng kênh tiểu ly góc tàu bút này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về cái hệ thống phím bấm. Hồi nãy kênh giao phát đã nói sơ về cái hệ thống phím bấm này anh chị rồi ha. Với cái phím bấm này nó rất là to rõ, cho nên bất cứ ai mà sử dụng cái dòng cân này thì đều sử dụng thoải mái cả, nó to hơn cả một ngón tay của mình. Mình bấm cái nút này là chờ nó khởi động thôi. Trong quá trình mà mình chờ nó khởi động thì mình đừng có tác động tới nó, đừng có chạm tới đĩa cân. Và cân này là cân tiểu ly nữa, 0.01g, cho nên là mình tắt hết những cái yếu tố ảnh hưởng tới cái cân đi, ví dụ như quạt gió hay là nếu như mình đặt trong môi trường nào đó mà có gió mạnh thì chúng ta che chắn lại để làm sao đó cái môi trường xung quanh nó không ảnh hưởng tới cái cân này. Để mục đích để làm gì? Để mình cân nó đạt đến cái trạng thái chính xác nhiều hơn.